Hi, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty Tahico. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip test về hai sản phẩm mà trong thời gian vừa qua thì bên công ty mình cũng nhận được rất là nhiều ý kiến cũng như là cái phản hồi của khách hàng về hai loại dung dịch. Một thứ nhất là dung dịch V75, hiện tại là dung dịch không chạm mạnh nhất bên mình. Và cái thứ hai cũng là của bên mình là bột Fentex. Thì hôm nay thì mình sẽ test thử hai cái loại này để cho các bạn xem là cái loại nào sạch hơn và sẽ đưa ra những cái đánh giá cũng như những cái ý kiến mà chân thật nhất cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ pha hai loại dung dịch này, mời các bạn theo mình nha. Rồi, ok, đầu tiên thì mình sẽ pha cái loại dung dịch là V75 này trước nha các bạn. Rồi thì cái dung dịch V75 này thì hiện tại thì bên mình đang pha với tỷ lệ do với bình một tiết mà dùng máy cao áp á, thì bên mình sẽ pha với tỷ lệ là 18 hoặc 19 nha các bạn, tùy theo cái lượng xe và dơ như thế nào hoặc là tùy theo vùng đất nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ pha dung dịch này trước nha. Rồi, ok, thì bây giờ thì mình sẽ pha với cái dung dịch này V75 này là với tỷ lệ là 18 nha các bạn. Thì khi pha thì các bạn nhớ chú ý là mình sẽ đổ nước vào trước xong rồi mình mới đổ dung dịch nha. Các bạn có thể xem. Đây là mình đổ 800ml nước nha. Ok. Trước đời rim. Rồi, ok, thì bây giờ mình cũng sẽ pha bột luôn nha các bạn. Thì mình sẽ pha tương ứng với dung dịch để cho các bạn so sánh hiệu năng nó như thế nào cho tốt nhất nha. Ok, thì hiện tại thì mình cũng sẽ pha bột vào với tỷ lệ tương ứng như dung dịch luôn nha các bạn, để mình so sánh cái hiệu năng của nó là cách đơn giản nhất. Cái này test xong rất là an toàn. Rồi, ok, thì bây giờ thì mình cũng đã pha xong hai loại là bên đây là dung dịch V75, còn đây là bột nha các bạn. Thì mình cũng lưu ý luôn cho các bạn là khi mà mình pha bột á thì mình nên hòa tan với nước rồi mình đánh cho nó đều ra, tan ra thì sẽ tốt hơn nha. Chứ mình để vô trong thì nhiều khi nó không có đủ cái độ mà hòa tan trong này thì nó sẽ còn cặn ở dưới, thì nhiều khi mình phun lên thì nó có thể bị ngạt, cái này rất là dễ nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử dung dịch cho các bạn xem trước nha. Đây. Mời các bạn. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no. Ok, thì mình đã test sử dụng xong cái V75 này nha. Thì các bạn cũng có thể thấy là mức độ tiêu hao nó cũng khoảng 100ml thôi nha các bạn. Thì khi các bạn dùng dung dịch này thì mình thấy cũng là khá tiết kiệm so với các loại dung dịch khi mình dùng bột tiết nha. Bây giờ thì mình cũng sẽ test trực tiếp cái dung dịch, cái bột không chạm này cho các bạn xem nha. Rồi thì mình cũng đã test xong cái bột cho các bạn xem rồi nha. Thì mức độ tiêu hao của nó cũng khoảng trên 100ml xíu. Thì về các bạn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng là về bột thì nó mức nhiều khi mình chưa hòa tan kịp thì nó sẽ tan nhanh hơn so với cái dung dịch không chạm nha. Thì trên hai chiếc xe này các bạn cũng có thể thấy rõ. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy rõ những cái mà vết bẩn bột, tuy là lỏng nhưng mà ra cũng rất là nhanh nha các bạn. Những vết bẩn ra rất là mạnh. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up.
Rồi, ok thì mình cũng đã test xong hai loại, là một bên là dung dịch Fed 75, còn bên thứ hai là bột không chạm. Thì các bạn cũng có thể xem về độ bóng của hai xe nha. Thì các bạn thấy bên đây bột rất là nhẹ tay nha các bạn, mềm mượt. Còn bên đây là dung dịch cũng rất là mềm. Thì về theo mình đánh giá giá về hai loại này á, thì về bột á, tinh tẩy nó sẽ cao hơn so với dung dịch. Các bạn có thể thấy xe này dơ tới cái nào thì bây giờ nó đã tẩy rất là tốt. Nhưng mà nếu như mà các bạn sử dụng bột mà cho thời gian lâu dài về các xe máy cũng như là những cái chiếc xế cưng của mình á, thì không nên. Thì các bạn có thể dùng bột để xịt cho những cái vị trí như là gầm xe ô tô hoặc là những chiếc xe tải container thì nó sẽ phù hợp hơn và nó phù hợp giá tiền hơn cho các bạn. Còn về dung dịch á, thì mình thấy là tuy là độ sạch thì có thể là không bằng bột, nó yếu hơn bột xíu, nhưng mà nó có gọi là cái độ mà bảo vệ sơn, an toàn cho sơn. Nên các bạn khi mà dùng dung dịch thì các bạn nên dùng cho các xe ô tô cũng như là xe máy thì nó sẽ phù hợp hơn do với bột nha các bạn. Thì khi nãy thì mình cũng đã có quay qua sơ về các xe sau khi rửa xong. Thì các bạn có những cái thắc mắc hay những cái yêu cầu nào thì các bạn có thể comment bên dưới, cũng như là liên hệ về số điện thoại hotline công ty, cũng như là truy cập vào trang web tahico.vn để biết thêm các chi tiết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.